tên lửa KCT-15 của Việt Nam mạnh hơn 3M24 của Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS của Anh, tên lửa chống hạm KCT-15 do Việt Nam sản xuất mạnh hơn nguyên bản 3M24 của Nga. Tuyên bố này được hai tác giả Douglas Berry và Tom Wanwin thuộc IISS nói đến trong bài phân tích của mình. Việt Nam đang thực hiện chương trình sản xuất phiên bản nội địa KCT-15 thiết kế tên lửa hành trình 3M24 Uran, NATO định danh là SSN-25 Switchblade của Nga. Bài phân tích chỉ ra rằng tên lửa chống hạm KCT-15 do Việt Nam chế tạo được trưng bày công khai có nhiều điểm khác với 3M24 như ở giữa cánh trên giữa thân không có lỗ hút gió cho động cơ phản lực của tên lửa. Nếu so sánh với biến thể cải tiến phóng từ trên không của 3M24 là KH-35U thì cũng có những cải tiến về cách bố trí động cơ, được thay đổi vị trí trong phần phía sau thân được mở rộng. Thiết kế đó giúp cho khả năng mang nhiên liệu lớn hơn và mở rộng tầm xa tối đa của tên lửa. KCT-15 không theo cấu hình này hoặc sẽ theo kiểu thiết kế luồng phụt, nhưng hiện vẫn chưa được nhìn thấy rõ tên lửa đã trưng bày. Tuy nhiên, hiện nhiều thông tin chi tiết chưa được tiết lộ rõ ràng, nhưng chương trình này có thể sẽ nhằm tới việc thúc đẩy ngành công nghiệp chế tạo vũ khí nội địa. Điều đó sẽ giúp cho việc đơn giản hóa các dịch vụ hỗ trợ cho việc sử dụng tên lửa 3M24 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Douglas Berry và Tom Wadwin thuộc IISS cho rằng, với KCT-15, Việt Nam sẽ là nước thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bắt tay vào việc sản xuất nội địa tên lửa dựa trên 3M24 Uran của Nga. Trước đó, Triều Tiên đã sản xuất một loạt tên lửa tương tự như tên lửa chống hạm tầm trung 3M24 Uran. Không giống như Triều Tiên, Việt Nam đã có những bước tiến hơn trong việc thực hiện chương trình sản xuất biến thể tên lửa nội địa của 3M24 Uran mang tên KCT-15 của mình. Các chuyên gia phân tích của IISS cho rằng tên lửa KCT-15 của Việt Nam đã được công khai lần đầu tiên hồi cuối năm 2015 trong một đợt triển lãm công nghệ quốc phòng. Biến thể này cũng được trưng bày với cả loại radar trên sát phòng không. KCT-15 được giới thiệu bên cạnh ống phóng kép dùng cho các tàu chiến nổi. Theo chuyên gia của IISS, Hải quân Việt Nam đang vận hành các tên lửa 3M24 với mục đích chống tàu cho các tàu chiến lớp Gepard và còn trang bị cho 6 tàu tên lửa cao tốc 12418 Monia cũng như cho một tàu hộ tống BPS-500. Ngoài phiên bản chống tàu, 3M24 còn có phiên bản phóng từ trên không khi gắn liền với loại radar dẫn đường chủ động được sử dụng ở nhiều quốc gia như Nga, Ấn Độ, Algeria. Phiên bản này có tên gọi là KH-35, được tích hợp vào các trực thăng và máy bay chiến đấu cánh cố định để đảm nhận nhiệm vụ tấn công trên biển. KCT-15 đã được Việt Nam trưng bày gắn liền với radar. Các chuyên gia phân tích cho rằng rất có thể Việt Nam còn có cả phiên bản nội địa KCT-15 phóng từ trên không, trong khi 3M24 bắt đầu sản xuất từ đầu những năm 1980, có tầm xa 130 km, thì KCT-15 được cho là có tầm hoạt động gấp đôi như thế. Ngoài ra, IISS còn phỏng đoán rằng Nga có thể đã cấp giấy phép cho Việt Nam chế tạo cả 3 phiên bản của tên lửa 3M24. Với tên lửa chống hạm, tên lửa phóng từ trên không KH-35, Việt Nam còn có thể được phép chế tạo cả phiên bản phòng thủ bờ biển, được tích hợp vào trong hệ thống 3K-63. Các bạn vừa theo dõi video Báo Anh, tên lửa KCT-15 của Việt Nam mạnh hơn 3M24 của Nga. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Con số bất ngờ Việt Nam nhập khẩu vũ khí Séc. Quý vị thính giả thân mến, Cộng hòa Séc vừa đưa ra báo cáo xuất khẩu quốc phòng năm 2013 của nước này, trong đó nhấn mạnh vị trí người mua số 1 là Việt Nam. Xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự của Cộng hòa Séc ra nước ngoài trong năm 2013 đã tăng lên 6% so với năm 2012 để đạt mức 385 triệu đô la. Tờ CTK.cz trích dẫn báo cáo thường niên về việc giám sát xuất khẩu thiết bị quân sự và vũ khí nhỏ của nước này cho biết hôm 9 tháng 7. Theo đó, trong năm 2013, Cộng hòa Séc đã xuất khẩu được tổng cộng 67.300 khẩu súng ngắn và súng lục ổ quay, trên 10.000 khẩu súng máy hạng nhẹ, 142 khẩu súng máy hạng nặng, 32.500 khẩu súng trường tự động, 11 xe tăng, 3 máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ L-39ZO và 5 xe bọc thép. Đặc biệt, trong báo cáo vừa qua, Cộng hòa Séc cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam chính là thị trường xuất khẩu vũ khí lớn nhất của họ trong năm 2013. Trong đó, Hà Nội đã mua của Bragg
lượng vũ khí và trang bị quân sự trị giá khoảng 58,3 triệu đô la, bao gồm chủ yếu là súng trường tự động, súng ngắn và súng lục ổ quay. Dù không có thời gian chính xác, nhưng rất có thể súng CZ-805 A1 Việt Nam mua từ Séc xuất phát từ những hợp đồng trong giai đoạn này. Súng sử dụng cơ chế hoạt động bằng khí nén, có thể điều phối bằng tay với thoi nạp bằng xoay. Nút khóa an toàn cũng là nút chọn chế độ bắn được đặt để có thể điều khiển từ cả hai bên súng. Súng có tầm bắn hiệu quả 500m, hộp tiếp đạn rời 20-30 hoặc nhiều hơn nữa tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Với thiết kế hiện đại, khả năng tùy biến cao cùng sự hoạt động ổn định, CZ-805 được coi là mẫu súng trường tốt nhất hiện nay trong đội tuyển bắn súng quân dụng của Việt Nam. Các khách hàng nhập khẩu vũ khí quan trọng khác của Cộng hòa Séc là Mỹ với giá trị xuất khẩu 38 triệu đô la và Ai Cập khoảng 32,6 triệu đô la, cùng với việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự. Trong năm 2013, Cộng hòa Séc cũng đã chấp nhận hơn 1.100 giấy phép xuất khẩu vũ khí cho các khách hàng nước ngoài. Đối với thị phần vũ khí dân sự như súng săn và đạn dược, nước này cũng đã bán được với số lượng lớn mà người mua chủ yếu đến từ Mỹ. Trong những năm gần đây, lĩnh vực hợp tác quốc phòng, kỹ thuật, quân sự giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đang phát triển mạnh mẽ. Điển hình là việc chúng ta đặt mua một lượng khá lớn vũ khí tiên tiến từ Brecht như hệ thống radar thụ động phát hiện máy bay tàng hình VRAE, nâng cấp hàng loạt hệ thống radar P-18, cũng như đàm phán để mua một số máy bay vận tải tầm ngắn L-410. Hồi tháng 4 năm 2012, trong chuyến thăm đến Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Alexander Vondra đã đề xuất việc bán vũ khí, nhất là loại công nghệ cao cho Việt Nam. Ngoài ra, ông Vondra cũng đánh giá rằng Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất vũ khí của Cộng hòa Séc. Theo ông Vondra, các công ty của Séc có thể tham gia mạnh trong quá trình hiện đại hóa không quân Việt Nam mà ông nói đã sở hữu 20 phiên bản máy bay huấn luyện L-39 và nhiều xe thiết giáp do Séc sản xuất. Các bạn vừa theo dõi video con số bất ngờ Việt Nam nhập khẩu vũ khí Séc. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Đại tá Nga, tên lửa R-73 Việt Nam hơn hẳn Python-5. Theo đại tá Maka Aksenenko, phó tiến sĩ khoa học quân sự Nga, tên lửa Python-5 không có ưu thế trước tên lửa R-37 trang bị tiêu chuẩn của Su-27, Su-30. Nhận định của đại tá Maka Aksenenko được đưa ra trong bài viết được đăng tải trên Sputnik ngày 16 tháng 2. Tên lửa này là sản phẩm mới tương đối của Israel. Đây là một phương tiện hủy diệt radar được sử dụng trong các hệ thống phòng không và trên một số loại máy bay chiến đấu. Ví dụ, trên máy bay Mỹ F-15 và F-16 được trang bị cho không quân Israel, cũng như trên tiêm kích FIRE mà Israel tự phát triển dựa trên mẫu tiêm kích Mirage Fire của Pháp. Tuy nhiên, xét theo các đặc tính kỹ chiến thuật của tên lửa Python, không có ưu thế trước tên lửa R-73 trang bị tiêu chuẩn của Su-27, Su-30. Tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa Nga tương đương với tên lửa Israel. Hơn nữa, các phiên bản mới nhất của tên lửa R-73M và phiên bản xuất khẩu có các tính năng tốt gấp 2 lần so với tên lửa R-73 trang bị tiêu chuẩn, có khả năng 360 độ diệt mọi mục tiêu trên không, có thủ thuật tấn công từ phía sau mục tiêu. Và việc sử dụng loại mũ bảo hiểm định vị và phát hiện mục tiêu giúp phi công sử dụng tên lửa ở tầm phóng tối thiểu, mà điều đó là rất quan trọng trong không chiến tầm gần. Với tư cách phi công chiến đấu và chuyên gia hàng không, tôi rất hài lòng với gia đình tên lửa R-73 như một phương tiện chiến đấu trên không. Tôi xin nhắc lại rằng, các tên lửa này, tất cả các phiên bản đều là trang bị tiêu chuẩn không chỉ của Sukhoi mà còn của MiG-29, MiG-35. Các phiên bản mới nhất của trực thăng tấn công Mi-24 cũng như là K-52 cho các lực lượng trên mặt đất và trên biển. Tức là tên lửa loại này có thể được trang bị cho hầu hết các loại máy bay chiến đấu phát triển ở Nga. Về mặt này, tên lửa của Israel không có ưu thế trước Nga, ông Aksenenko nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik. Ngoài những phân tích trên, đại tá Aksenenko cho biết còn phải chú ý đến những chi tiết khác, đặc biệt là việc trang bị các loại vũ khí phi tiêu chuẩn cho máy bay chiến đấu Su dẫn đến những thay đổi trong kết cấu và trang thiết bị của máy bay. Và ở đây có những vấn đề nghiêm trọng, chuyên gia Nga cảnh báo. Ở đây nói về dịch vụ sửa chữa và bảo trì các loại vũ khí và thiết bị quân sự xuất khẩu, sự can thiệp trái phép của bên thứ ba, đặc biệt sự can thiệp nghiêm trọng vào trang thiết bị của Su-27-30 có thể dẫn đến hậu quả tai hại đối với khách hàng mua sản phẩm này. Tất cả những khách hàng từng cố gắng cải thiện kỹ thuật của Nga mà không tương tác với các nhà sản xuất chỉ đơn giản không còn có khả năng được cấp dịch vụ bảo trì các hệ thống phức tạp này. Phương án tốt nhất là nên tiếp tục sử dụng tối đa các loại vũ khí tiêu chuẩn cũng như các loại vũ khí tiềm năng được phép sử dụng trên máy bay chiến đấu do Nga chế tạo. Tôi xin nói thẳng ra rằng,
những cố gắng trang bị cho máy bay Su của không quân Việt Nam, các loại vũ khí phi tiêu chuẩn và thậm chí của bên thứ ba, không khác gì sự lãng phí tiền của nhà nước để có kết quả đáng ngờ và dẫn đến sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân Việt Nam, Đại tá Maka Aksenenko kết luận. Trước đó, tờ Thời Đại hồi đầu tháng 2 năm 2017 đã dẫn số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI công bố cho biết Việt Nam đã nhận tổng cộng 125 tên lửa Phi-thông-5 kèm theo hệ thống phòng không Spider-SR ngoài cơ sở phục vụ trực chiến. Một phần dự trữ hoàn toàn có thể huy động sang để trang bị cho tinh kích Su-27-30 khi thấy cần thiết. Theo nhà máy sản xuất tên lửa Dox của Nga, Việt Nam đang tiến hành đàm phán với Nga để mua tên lửa không đối không R-73E trang bị cho tiêm kích Su-27-30. Thông tin này được đích thân Tổng Giám đốc Nhà máy sản xuất tên lửa Dox thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga cho hay. Bản hợp đồng này nhiều khả năng sẽ được ký kết ngay trong năm 2016 hoặc đầu năm sau. Tên lửa đối không R-73E là phiên bản xuất khẩu của R-73, được phát triển thay thế cho tên lửa tầm ngắn Monia R-60, là tên lửa được đánh giá có khả năng hoạt động rất lớn trên nhiều phương diện vượt trội so với thế hệ tên lửa không đối không hiện đại của Mỹ AIM-9M Sidewinder. Điều này đã buộc Mỹ và các nước phương Tây nghiên cứu và cho ra đời hàng loạt các đời tên lửa không đối không như AIM-132 Abrams, IRIS-T, MBDA Mika, Python-4 và các phiên bản sau của Sidewinder là AIM-9X. Loại này được bắt đầu trang bị vào năm 2003. R-73 nặng 105 kg, dài 2.900 m, sử dụng đầu đạn nổ là nặng 7.4 kg, hành trình với vận tốc 2.5 m. R-73 sử dụng hệ thống dẫn đường hồng ngoại. Từ năm 1997, khi những phiên bản nâng cấp được trang bị trong quân đội Nga, các mẫu R-73M hoặc R-73E dùng cho xuất khẩu được trang bị hệ thống quan sát, phát hiện mục tiêu cho phép tìm kiếm mục tiêu trong phạm vi góc 60 độ và hệ thống gây nhiễu hồng ngoại IRCCM. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn được thiết kế bao gồm nhiều mô đun khác nhau, gồm hệ thống dẫn đường, hệ thống điều khiển khí động lực, hệ thống tự động lái, hệ thống đầu nổ gần, đầu đạn, động cơ, hệ thống điều khiển khí động học và hệ thống lái đuôi. Nhờ sự kết hợp giữa hệ thống khí động học và khí động lực nên tên lửa có khả năng thao diễn đặc biệt. Trong quá trình bay, vấn đề trịch hướng và liền được điều khiển bằng 4 cánh nhỏ đặt gần đầu tên lửa. Ổn định của tên lửa được điều khiển bằng những cánh nhỏ lắp thêm ở trên các cánh. Một ưu điểm vượt trội so với các loại tên lửa đối không khác của phương Tây đó là R-73 cho phép được trang bị nhiều loại tên lửa phương tiện khác nhau, kể cả những máy bay Su có hệ thống ngắm bắn chưa tân tiến. Bên cạnh đó là những máy bay như MiG-21, MiG-23, MiG-29, Su-24, Su-25, Su-27 cho đến Su-30 và Su-35. Theo các chuyên gia quân sự, R-73 vẫn luôn có giá trị cho các trận không chiến hiện đại, sử dụng để tấn công các máy bay tấn công, máy bay ném bom, máy bay không người lái và tên lửa hành trình của đối phương. Tên lửa cho phép có thể tiếp cận mục tiêu từ mọi hướng, dưới mọi điều kiện thời tiết, ban ngày và ban đêm, trong môi trường tác chiến bình thường hoặc trong một môi trường bị gây nhiễu nặng. R-73 thực hiện cơ chế bắn và quên. Các bạn vừa theo dõi video Đại tá Nga, tên lửa R-73 Việt Nam hơn hẳn Phi-thông-5. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Gian vũ khí làm nên sức mạnh quân đội Nga. Quý vị thính giả thân mến, Nga là một trong những quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới với những hệ thống vũ khí khí tài đã được thử lửa và chứng minh hiệu quả trên chiến trường. Dưới thời Tổng thống Nga Vladimir Putin, sức mạnh quân sự Nga dần dần được hồi phục và có những bước tiến mới so với thời kỳ chiến tranh lạnh. Fox News ngày 15 tháng 2 đăng bộ ảnh về một số loại vũ khí từng trải qua thực tế chiến đấu và góp phần tạo nên sức mạnh của cường quốc quân sự Nga. Trong ảnh là tàu ngầm hạt nhân Kuzbass thuộc lớp Akula, neo đậu tại cảng Vladivostok. Tàu ngầm lớp Akula Project 941 được chế tạo để đặt nền móng cho lực lượng răn đe hạt nhân của Liên Xô. Akula có thể trang bị 20 tên lửa R-39, một quả tên lửa mang được 10 đầu đạn hạt nhân, có sức công phá 100 kiloton, cường kích Su-25 trong buổi thao diễn quân sự ở khu vực Ryazan. Su-25 được trang bị pháo 30mm Kryazev Shibonov với cơ số đạn 250 viên để tiêu diệt bộ binh và xe tăng địch trên mặt đất. Ngoài ra, máy bay có 11 giá treo vũ khí, mang được tổng cộng 4,4 tấn bom nặng, trong đó có tên lửa không đối đất KH-25ML và tên lửa không đối không Monia R-50, dàn trực thăng Mi-26. Bay trên quảng trường đỏ, Mi-26 là mẫu trực thăng vận tải hạng nặng
được trang bị động cơ thuốc binh trục, hoạt động trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự. Tên lửa chống tăng tự hành Cornet D1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên đất liền và trên không, kể cả những mục tiêu khó phát hiện, và tấn công những máy bay không người lái. Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander được Nga thiết kế nhằm phá hủy các loại vũ khí khí tài, trung tâm thông tin chỉ huy, máy bay chiến đấu trú đổ tại sân bay, các trận địa phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như với các mục tiêu trọng yếu khác của đối phương. Với vận tốc lên đến 2.000m một giây, gấp 6 lần vận tốc âm thanh và quỹ đạo bay đắt léo, Iskander hầu như không thể bị đánh chặn. Trực thăng tấn công thợ săn đêm Mi-28 bắn pháo sáng trong một đợt diễn tập. Mi-28 được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép cũng như là bộ binh địch, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong các điều kiện thời tiết bất lợi. Mi-28 có tốc độ tối đa 324 km/h, phạm vi hoạt động hơn 1.100 km và trần bay khoảng 5.700m. Công binh Nga vận chuyển xe tăng T-80 bằng cầu phao. Xe tăng T-80 sử dụng pháo 125 ly nồng trơn 2A46 cùng hệ thống đặt đạn tự động, có thể bắn từ 6 đến 8 viên một phút, cơ số đạn là 45 viên. Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A sử dụng đạn rocket mang đầu đạn nhiệt áp và cháy. Vai trò của TOS-1A là tiêu diệt bộ binh, các loại khí tài, công trình bao gồm cả các công sự kiên cố của địch, tàu ngầm lớp Kilo và tuần dương hạm tên lửa Moskva tại quân cảng Sevastopol, Crimea. Tuần dương hạm Moskva có thể được xem là một tổ hợp phòng không trên biển với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300F gồm 64 tên lửa hải đối không cùng hệ thống tên lửa tầm gần Osama. Các chiến hạm Nga diễn tập trong một cuộc duyệt trước lễ kỷ niệm ngày hải quân tại cảng ở Vladivostok. Su-27 trình diễn trên bầu trời Alabino ngoài ô Moskva. Su-27 được trang bị một pháo đơn 40mm GSH-30 và 10 treo cho các loại tên lửa Vimpen R-73, AA-11 Archer, Vimpen R-27, 2AA-10 Alamo. Giang vũ khí làm nên sức mạnh quân đội Nga. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Sức mạnh phòng không Việt Nam trên báo nước ngoài. Quý vị thính giả thân mến, theo trang Sputnik, trong số 5 hệ thống phòng không đỉnh nhất ASEAN, hệ thống S-300P MU-1 và Spider của Việt Nam xứng đáng đứng top đầu. Hiện nay, các tổ hợp tên lửa phòng không S-300P MU-1 Việt Nam đang được bảo vệ bằng những hệ thống tên lửa tầm thấp Stella 10M và hoặc pháo tự hành ZSU-23-4M. Về cơ bản, những vũ khí này vẫn đáp ứng được yêu cầu vừa bảo vệ những hệ thống phòng không tầm xa, vừa đánh địch độc lập. Tuy nhiên, trong bối cảnh tác chiến phòng không trong tương lai, khi đối phương sử dụng đòn tập kích đường không bằng vũ khí hiện đại, có điều khiển chính xác và nhất là có khả năng tàng hình, thì rõ ràng các cận vệ của S-300 hiện nay sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu đối phương tấn công ồ ạt cùng lúc từ nhiều hướng vào trận địa S-300PMU-1, thì Stella 10M và ZSU-23-4M khó có thể xoay sở, chống đỡ hiệu quả, nhất là với các vũ khí có đường bay phức tạp, xuyên hoặc ngang qua trận địa của hai loại hỏa lực này. Do vậy, tất yếu phải có cận vệ mới, hiện đại hơn, có khả năng chuyển cấp nhanh, đánh được nhiều mục tiêu cùng lúc ở mọi hướng,
và liên kết với hệ thống chỉ huy tự động của S-300PMU-1, điều vốn là hạn chế cố hữu của Stella 10M và ZSU-23-4M. Đây có thể chính là nguyên nhân khiến Việt Nam quyết định mua tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Spider do Israel sản xuất. Các tổ hợp Spider đáp ứng hoàn hảo cho nhiệm vụ đánh mục tiêu bay thấp, là sự bổ sung kịp thời và đúng đắn cho lưới lửa phòng không nhân dân phòng không tầm thấp vốn chủ yếu dựa vào pháo cao xạ tên lửa tầm thấp. Nhưng trên hết, Spider còn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho nhiệm vụ cận vệ mới của S-300. Tại sao vậy? Ưu điểm nổi bật nào khiến cho tổ hợp này nếu cặp cùng S-300 sẽ tạo ra sự thay đổi lớn về chất, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh tương lai? Thứ nhất là Spider tự hành đồng bộ trong đội hình bánh lốp cùng S-300, khai thác tối đa ưu thế cơ động tốc độ cao trên các đường giao thông, thay vì các loại bánh xích phải kèm xe chở tăng như hiện nay, và đó giảm bớt sự phức tạp khi chuyển trận địa và rút ngắn thời gian triển khai, thu hồi yếu tố sống còn, đặc biệt quan trọng trong tác chiến phòng không hiện đại. Thứ hai là Spider vừa có thể cơ động phục kích, đón lõng chặn kích mục tiêu từ vòng ngoài, vừa có thể cùng lúc đánh được nhiều mục tiêu bay thấp từ nhiều hướng để bọc lưng cho trận địa S-300. Thứ ba là liên kết với hệ thống chỉ huy tự động của S-300 nhờ kết nối mạng thông tin chỉ huy và tình báo phòng không qua khí tài vô tuyến mã hóa cự ly xa. Tổ hợp S-300 có cổng chờ để kết nối dữ liệu, đồng bộ tham số từ dữ liệu radar cho tới thực lực chiến đấu, phân bổ, giao nhiệm vụ diệt địch cho các đơn vị hỏa lực có trong biên chế. Để làm được điều đó, quan trọng nhất là cần nâng cấp phần mềm và tích hợp đồng bộ dữ liệu giữa S-300 và Spider. Đây không phải là bất khả thi mà hoàn toàn có thể, bởi lẽ bản thân S-300 có thể thiết kế mở, sẵn sàng cho việc đồng bộ và hiệp đồng tác chiến với các phân đội tên lửa phòng không khác loại. Thứ tư là khả năng chuyển cấp nhanh rất phù hợp để ứng phó với máy bay hoặc vũ khí có điều kiện chính xác bay thấp tập kích trận địa. Cả S-300 và Spider đều có tính năng triển khai thu hồi nhanh toàn bộ tổ hợp trong khoảng thời gian dưới 5 phút. Chính vì thế S-300 khi có thêm cận vệ mới là Spider, đây sẽ là điều hoàn toàn hợp lý, đủ sức tạo bất ngờ lớn cho đối phương. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, vì Việt Nam mua Spider để thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có bảo vệ hệ thống S-300. Nhưng theo tờ Russia Today, ngoài tác chiến độc lập, các tổ hợp Spider của Việt Nam sẽ đảm nhận nhiệm vụ chính là làm vệ sĩ cho tổ hệ thống phòng không tầm xa S-300, và chỉ với nhiệm vụ này Spider mới phát huy được sức mạnh của mình. Các bạn vừa theo dõi video Sức mạnh phòng không Việt Nam trên báo nước ngoài. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.